À, kính thưa quý vị, Hoa Kiển Hùng Thi cũng rất là vinh dự trong suốt khoảng thời gian vừa qua được sự tin yêu của quý vị rất là nhiều. Thì hôm nay em review lại một cái cảnh của shop online Hùng Thi nha quý vị, với hotline 0918708995. À, hôm nay thì Hoa Kiển Hùng Thi tiếp tục lên rất là nhiều cái mặt hàng cỏ nhung nhực cho quý vị khách yêu dấu của Hùng Thi. Hiện tại thì đang giao rất là nhiều xe cho khách. À, và song song đó thì Hùng Thi cũng cũng cung cấp rất là nhiều cái giá thể trồng cây thưa quý vị. Tất cả cái giá thể của phân đất sạch. Đây, em nhân viên đang cầm lên. Đây, đây là cái sơ dừa dùng để trồng trộn với các cái loại giá thể khác để trồng cây kiểng, hoa kiểng. À, công trình rất là tuyệt vời. Và đặc biệt em có cung cấp đất sạch nữa, bữa nay mà vừa bán hết rồi. Em mới sẽ nhập về một xe nữa thì sẽ làm cái clip đất sạch cho quý vị xem. Hiện tại thì đang lên một xe cỏ bự chà bá cho quý vị thấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Hoa Kiển Hùng Thi. Và hôm nay Hoa Kiển Hùng Thi được gặp của khách yêu. Đây, thì Hoa Kiển Hùng Thi sẽ giới thiệu với mọi người nha. MC của Hùng Thi đang tiếp tục là quảng bá hình ảnh của thương hiệu Hùng Thi đến quý vị. Hiện tại em đang đóng một xe với 2.000 mấy cỏ cho khách yêu đi về Đà Lạt City, thành phố ngàn hoa. Và thành phố Sa Đéc cũng là một trong những thành phố hoa, và một trong những làng hoa Sa Đéc là một trong những làng hoa lớn nhất nước và cũng nổi tiếng khắp miền Tây. Rất là vui phục vụ tất cả các bạn trong các lĩnh vực cung cấp cỏ thảm, tất cả các loại cỏ thảm nha quý vị, tất cả các loại cỏ thảm. Đấy, thì trong đó của em là cung cấp cỏ nhung nhật nè, cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng thái, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng mà vâng. À, trên cái kênh này các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký like share cho em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ đến Shop Online Hùng Thi, tọa lạc tại số 36 DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Bình Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là các anh em thân yêu, các anh em đang thiêu, đang lên cỏ cho Hùng Thi với đội ngũ anh em công nhân của Hùng Thi, hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là đội ngũ MC của Hùng Thi, đội ngũ nhân viên marketing của Hùng Thi đang tác nghiệp để nhằm giới thiệu lại tất cả các sản phẩm mà Hùng Thi đang kinh doanh. Rất là cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong suốt khoảng thời gian hơn 15 năm vừa qua thì Hùng Thi đã kinh doanh về lĩnh vực hoa kiển, cỏ thảm, cây công trình, cây xanh đô thị rất nhiều. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hoa Kiển Hùng Thi. À, sự ủng hộ của các bạn là niềm vinh dự lớn lao đối với cơ sở. Và cơ sở Hùng Thi tọa lạc ở số 36 DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cung cấp tất cả các loại hoa kiển, cung cấp tất cả các loại cây xanh đô thị và cung cấp tất cả các loại giá thể để trồng cây như sơ dừa, cho chấu, phân rơm, phân bò, đất sạch vân vân. Các bạn có liên hệ mạnh dạn qua số hotline 0918708965 để được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên bên shop hotline Hùng Thi. Và quý vị có thể tin tưởng tại shop hotline Hùng Thi bởi vì chúng tôi đã kinh doanh trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Và shop hotline Hùng Thi có văn phòng đặt tại số 36 DT848 khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trực thuộc công ty Ngân Cường và trực thuộc khu du lịch Hùng Thi Happyland Sa Đéc. À, có đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình tận tâm. Các bạn liên hệ qua hotline 0918 708 965 để chúng tôi hỗ trợ hết mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ shop hotline Hùng Thi. Cảm ơn các bạn và nhớ like, share, đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực làm các clip mới nhất. Và Hùng Thi cung cấp rất là nhiều hoa kiển, rất là nhiều cây cảnh và rất là nhiều cây xanh đô thị. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ ông Hùng Thi. Cảm ơn các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha.